và các bạn, năm 2018 vừa qua là một năm rất thành công của võ sĩ Trần Văn Thảo, người đã 8 lần giành vô địch quốc gia boxing Việt Nam. Ngoài ra thì trong năm vừa qua, anh cũng là võ sĩ chuyên nghiệp đầu tiên giành được đai WBC châu Á, giải đấu được tổ chức trong năm 2018. Và ngày hôm nay tôi đang có mặt với võ sĩ Trần Văn Thảo để nghe anh kể về những định hướng của năm 2019 sắp tới. Chào anh ạ. Vâng, chào Thảo. Rồi, trước hết là xin được chúc mừng Thảo đã giành chiếc đai WBC châu Á. Thảo là võ sĩ chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam giành được đai này. Thì cái cảm giác của bạn khi giành chiếc đai đó như thế nào, và cái chiếc đai đó nó có ý nghĩa như thế nào với bản thân bạn và boxing Việt Nam? Cho tới tận bây giờ Thảo vẫn còn nhớ được cái khoảnh khắc khi Thảo lấy được chiếc đai WBC châu Á. Và khi mà nghĩ tới nó rồi, Thảo vẫn còn rất là vui mừng như khi Thảo đạt được chiếc đai đó. Chiếc đai WBC châu Á đó đem về, nó giống như là một cái cột mốc trong cái sự nghiệp boxing của Thảo vậy. Khi Thảo đạt được chiếc đai WBC châu Á đối với boxing Việt Nam thì Thảo muốn truyền cảm hứng đến tất cả các võ sĩ tập luyện boxing ở Việt Nam, để cho mọi người có một cái định hướng mới là một cái boxing chuyên nghiệp, sẽ làm cho phong trào boxing Việt Nam mình càng ngày càng phát triển hơn. Trận đấu trên đai WBF tới đây, bạn sẽ đối đầu với Fernandes Leon, một võ sĩ rất mạnh và đã từng tham gia trận tranh đai IBO. Thì không biết là hiện tại bạn đã có sự chuẩn bị như thế nào cho cái việc đối mặt với một đối thủ sừng sỏ như vậy. Đồng thời là khi đi sang Mỹ thi đấu thì bạn cũng sẽ phải gặp những vấn đề như là lệch múi giờ. Bạn đã chuẩn bị như thế nào? Chắc chắn là đó là một phần rất là khó khăn và gây bất tiện cho Thảo. Nhưng Thảo và huấn luyện viên và ban huấn luyện đã có cái sự chuẩn bị như là mình có thể qua đó trước 2 tuần hoặc là 1 tháng để chuẩn bị thật là kỹ, vì khi mình qua bển, múi giờ Việt Nam mình lịch với bên đó thì mình sẽ không quen, ít nhất là tới 3 tới 1 tuần mình có thể quen được. Cho nên Thảo có thể huấn luyện viên đã bàn là có thể mình sẽ tập buổi tối tại phòng tập tại Việt Nam mình, và để cho quen, để thích nghi tới cái môi trường, cái buổi tối khi mình qua bên Mỹ, qua bên đó mình đấu thì mình không có bị bỡ ngỡ, mình không có bị thay đổi thời tiết, không có thay đổi của bản thân của Thảo đó. Theo Thảo, đối thủ của Thảo kỳ này rất là mạnh, vì anh ta đã đánh 5 trận tranh đai của thế giới và hiện giờ anh ta đang giữ tới cái đai WBC của Nam Mỹ. Những cái trận thua của đối thủ của Thảo là có 2 trận thua, nhưng mà trận thua của đối thủ của Thảo thua toàn là về điểm và kỹ thuật chứ không thua một trận gì knock out. Đó thể hiện cho Thảo thấy đối thủ của Thảo rất là có sức bền, có thể lực và sự chịu đòn của đối thủ rất là mạnh. Việc mà trận đấu diễn ra vào tháng 4 cũng đồng nghĩa là bạn sẽ phải chuẩn bị rất sát, và nó nhiều khi nó sẽ bị trùng với cái dịp Tết Nguyên Đán này. Thì không biết là năm nay Thảo sẽ ăn Tết như thế nào, có gì khác biệt không? Khi Thảo nhận được cái tin thi đấu ở Mỹ, huấn luyện viên của Thảo đã quyết định là không cho Thảo ăn Tết, là mình sẽ tập luyện suốt xuyên Tết luôn. Thì khi mình đã thành công, khi mình đã đánh rồi, mình ăn Tết sao cũng được. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những chia sẻ của võ sĩ Trần Văn Thảo về ngày Tết và về những sự chuẩn bị của anh cho trận đấu trên đài WBF tới đây. Chúc cho võ sĩ Trần Văn Thảo giành được thắng lợi, và những sự hy sinh cũng như là cố gắng của anh trong thời gian vừa qua sẽ được đáp xứng đáng. Cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.